bạn vào không anh không trả tiền đâu. Thank you.
thôi chứ giờ đưa lên cao này. Đầy đủ hết đúng không? Đầy đủ hết. Thích gì còn đấy. Rồi xuống được rồi đấy. Kéo xuống. Kéo chân kìa. Kê cao nên dễ làm. Kê đây rồi chứ còn đi đâu nữa. Rồi luôn con kia vào à. Nếu anh em thích. Đường nào lên cao làm cho nó sạch sẽ. Phe cảnh tự nhiên này. Cái này bên em còn kênh lại một chút cái phần đầu đây này anh em mình. Nói chung là còn khe này để nó khe đều hơn. Với lại bo nó tròn thì nó không bị nguy hiểm.
nước. Rung này, rung như đây thì nếu nó thứ ba đây anh em mình chuẩn bị phun nước nó thứ ba. Dài một cảnh thiên nhiên luôn anh em nào mà kiểu lúa cảnh như này anh em mình chơi hạn này nó khá là độc đáo. Còn cảnh thì bên em đang để xe như thế này này, để xe cảnh như này. Ở đầu bên này nó là 1m30 này, tại đầu bên đây nó rộng 1m30. Cái chỗ thắt này anh em mình nó rơi vào 1m1 này, 1m1 đầu bên kia 1m20 ạ. Hiện tại bên em đang là rung cái nước nót tay ra, rung kỹ nước nót tay ra để rồi mới phun lại, mới phun nót. Thì nhiều anh em hỏi tại sao mà bên em này dùng quét nót, thì bởi vì là những cái nước nót đầu tiên là anh em mình dùng chổi quét thì nó sẽ thấm hơn và nó sẽ dễ dàng lấp tôm hơn. Còn anh em mình phun thì nó rất là khó lấp tôm, phải làm đi làm lại rất là nhiều lần mà không lấp được tôm ấy anh em. Mình ơi, cứ một tí mình phải chêm.
đảo ạ. Bìa đấy, nhìn đẹp anh em mình, vườn đẹp lắm. Đây là nước lót thứ ba, anh em có thể nhìn ngắm xem là bắt đầu nó chuẩn, nó bắt đầu có độ bóng rồi. Khi mà đục lót là tất cả các tôm của nó sẽ lít hết và rửa tay là nó sẽ cực kỳ mịn. Hai đầu để bên cạnh thì bên em để khô luôn, cạnh để khô, khi nào anh em mình có chốt thì em mới lót cạnh. Cạnh thì chỉ cần lót là được, không cần thiết làm BU đâu anh em. Đấy, đẹp chưa?